Kính chào quý vị và các bạn. Mời các bạn tham khảo kết quả quay thử xổ số miền Bắc thứ 3 ngày 10 tháng 11 năm 2020. Chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn. Các bạn xem video hãy ủng hộ miễn phí cho kênh của chúng tôi bằng cách nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn đang theo dõi kết quả quay thử xổ số miền Bắc ngày 10 tháng 11, giải 6, 6, 8, 7, 2, 2, 6, 9, 6, 3, giải 7, 2, 2, 6, 3, 9, 1, 6, 6. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn và chọn cho mình được những cặp số thật đẹp trong ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn các bạn.